Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Yến ạ. Các bạn ơi, hôm nay Yến sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách quay video short chuyên nghiệp như thế nào. Đó, thì để quay được một cái video short chuyên nghiệp thì các bạn cần lưu ý về 4 cái nội dung như sau. Cái nội dung thứ nhất đó là các bạn cần phải quay cận cảnh, không nên quay toàn cảnh. Quay cận cảnh có nghĩa là như thế nào? Thì ở cái video phía bên tay trái của Yến ở đây là cái video Yến quay cận cảnh. Rồi còn ở phía bên tay phải của Yến ở đây đó là cái video Yến quay toàn cảnh. Quay cận cảnh có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là các bạn sẽ quay gần, quay sát con người mình hoặc là quay sát cái sản phẩm. Ví dụ như thế này, ở đây là cái điện thoại nhé. Ví dụ ở đây là cái bút, mình quay cận cảnh thì các bạn sẽ đưa gần như thế này để review cái bút của mình ấy. Đó, review sát cái bút của mình. Đó, quay như thế này thì nó gọi là quay cận cảnh. Còn quay toàn cảnh có nghĩa là mình quay nó xa hơn, nó lấy cả cái khung cảnh xung quanh, giống như cái video ở phía bên tay phải của Yến ạ. Đó là quay toàn cảnh và quay cận cảnh. Thì khi các bạn làm cái video short thì các bạn cần phải quay cận cảnh. Bởi vì cái lý do như thế này, khi quay cận cảnh thì cái hình ảnh nó sẽ to và rõ hơn. Và theo thói quen của mọi người, khi lướt trên điện thoại, mọi người sẽ cầm cái điện thoại này lên đúng không? Và mọi người sẽ lướt rất là nhanh, tầm từ 1 đến 3 giây thôi. Và nếu cái hình ảnh nó to, rõ ràng, nó đẹp, người ta sẽ thấy bắt mắt và sẽ dừng lại để xem cái video đó. Đó, vì thế là các bạn nên quay cận cảnh là vì cái lý do như thế. Cái nội dung thứ hai nữa đó là các bạn nên viết cái phụ đề cho cái video. Như các bạn thấy cái video của Yến đăng lên video ngắn đó, thì Yến có viết cái phụ đề trong toàn video. Bởi vì đó là một cái video ngắn nên là mình viết nó cũng nhanh thôi mà. Dưới 60 giây thì viết ít câu đối thoại, hoặc là nếu mà review sản phẩm thì viết ít câu là đã xong hết dưới 60 giây rồi đúng không? Thì khi viết cái phụ đề như thế thì video của các bạn sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn. Ví dụ là những cái người có vấn đề về thính giác đó, họ có thể là không nghe được thì họ nhìn vào cái chữ, họ có thể đọc và hiểu được cái video của các bạn đang nói gì. Hoặc là trong cái video các bạn nói có thể là nó sẽ nhanh quá, hoặc là những cái từ ngữ địa phương người ta sẽ không hiểu được. Vì thế khi các bạn viết cái phụ đề ở trong cái video như thế thì người bất cứ là ở vùng nào người ta đọc được cái phụ đề đó thì người ta cũng sẽ hiểu. Đó, có một số bạn sẽ hỏi rằng là ở trên YouTube nó có phụ đề tự động rồi thì mình cần gì phải viết nữa. Thì ở trên YouTube nó có cái phụ đề tự động, nhưng mà cái phụ đề tự động đó thì nó sẽ hiển thị đó là chữ nó sẽ bé hơn này, người khác nhìn nó sẽ khó nhìn hơn này. Thứ hai nữa là cái phụ đề tự động thì nó dịch nó chưa chính xác, chưa đúng với cái từ ngữ của mình đó, nó dịch còn sai. Đó, vì thế là các bạn nên viết phụ đề vào cái video của các bạn để tăng cái lượt xem, tăng cái view cho cái video của các bạn hơn. Đó là cái nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ ba nữa mà khi quay video short chuyên nghiệp các bạn cần phải lưu ý đó là cái video short của các bạn phải quay dưới 60 giây và quay với cái khung hình là 9:16. Đó. Và ở cái tiêu đề và phần mô tả của video thì các bạn nên viết chữ short và đặt hashtag vào phía trước cái chữ short đó, để YouTube nó nhận diện video short, để nó sẽ phân phát tới người xem nó nhanh hơn, để dễ đề xuất hơn. Đó là ba cái lưu ý. Cái lưu ý thứ tư nữa để tạo lên một cái video short chuyên nghiệp nữa đó là hiện tại thì YouTube short đang trong cái quá trình thử nghiệm. Vì thế một số cái chức năng nó chưa có, ví dụ như là những cái chức năng làm đẹp này, những cái chức năng đó là những cái hiệu ứng này, thì chắc chắn là sắp tới YouTube sẽ ra mắt đầy đủ cái bản YouTube short của mình, nó đầy đủ cũng chẳng thua kém gì bên TikTok. Nhưng mà hiện tại thì đang còn trong cái quá trình hoàn thiện, đang thử nghiệm nên là một số cái chức năng thì nó chưa có. Vì thế để tạo một cái video short chuyên nghiệp thì tạm thời các bạn nên chỉnh sửa những cái video của mình ở trên những cái ứng dụng chỉnh sửa video khác. Ứng dụng InShot này, ứng dụng CapCut này và ứng dụng KineMaster, thì ở trên ba cái ứng dụng này nó khá là đầy đủ nhiều cái hiệu ứng để cho các bạn tạo nên một cái video short chuyên nghiệp. Thì đó là bốn cái nội dung mà các bạn cần chú ý trong cái quá trình quay video short để tạo cho cái video của mình nó trở nên cái chuyên nghiệp hơn. Rồi và hy vọng rằng sau cái video này sẽ giúp cho các bạn tạo nên những cái video nó chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Nếu các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.